Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Thời Vận của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu thanh và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Lúc Hằng đến nơi, những khuôn mặt quen thuộc đã tề tựu đông đủ. Sòng bạc chiều thứ sáu bao giờ cũng náo nhiệt hơn những ngày khác, bởi có thêm nhiều tay chơi cuối tuần, kèm theo dăm ba người chầu rìa đứng bu quanh tìm cảm giác mạnh. Bà Xuân chủ nhà đang châm thêm nước lạnh vào máy lọc cà phê, liếc nhìn đồng hồ trên tường và hỏi Hằng: "Ở sở tới thẳng đây phải không? Cơm nước gì chưa? Hay là ăn dĩa bánh cuốn này cho nó chắc bụng đã, không thì lại đói." Bà biết Hằng mò đến giờ này, tức là sẽ ngồi lại cả đêm. Nhưng chuyện ăn uống đối với Hằng không quan trọng. Nàng lách đám đông, tìm một khoảng trống thò đầu vào, theo dõi ván bài đang căng thẳng. Chủ sòng nhắc lại lời mời một lần nữa, Hằng mới hững hờ đáp: "Ăn tiền sướng hơn, bánh cuốn thì làm sao mà ngon bằng tiền." Bà Xuân tiến lại sau lưng Hằng làm ra vẻ ân cần: "Đừng có nóng gỡ, ai chạy mất mà lo, ra sơi tới bánh cuốn đã." Hằng không nói gì nữa, nàng đã dồn hết tâm trí vào những quân bài đang bày ra trước mặt. Chung quanh chiếc bàn tròn phủ một lớp mền mỏng, sáu con bạc gồm cả đàn ông lẫn đàn bà, đầu cúi thấp, mắt mở trừng trừng, tập trung mọi nỗ lực vào cuộc ăn thua quanh canh xì phé đang ở vào hồi gay cấn nhất. Khói thuốc bốc lên dày đặc, quyện quanh cái bóng đèn 300 watt sáng rực, treo lơ lửng trên đầu họ. Rồi một bà bỏ cuộc. Bên cạnh bà, gã đàn ông ném thêm tiền vào, run run rút quân bài chót, khum bàn tay, vẹo mồm nặn từ từ cho sướng mắt. Có người trầm ngâm xoa cầm tính toán, có kẻ suy nghĩ trùng hẳn lớp da trên trán. Không khí cực kỳ nghiêm trọng, khiến kẻ trong người ngoài đều tự dưng im lặng. Nghiêm trọng ở chỗ, tổng số tiền quăng vào nọc đã đắp thành một đống khá cao, trong đó có nhiều tờ giấy trăm. Khá lâu, đám người chầu rìa mới sốt ruột ghé tai nhau thì thầm bàn tán. Họ là những kẻ đang nôn nóng chờ nhập cuộc, hoặc đã cháy túi rút khỏi vòng chiến, nhưng còn nuối tiếc nán lại quan sát. Hằng ngẩng lên liếc qua một lượt, nhận ra hầu hết những khuôn mặt mà nàng đã từng có dịp đụng độ nhiều lần. Mắt nàng dừng lại ở Nghĩa và nén tiếng thở dài, vì thấy sắp tiền trước mặt Nghĩa trội vượt hẳn cả năm người kia. Nghĩa vẫn hên như tuần trước, gã ngồi ưỡn người ra thành ghế, dáng điệu thoải mái của một kẻ tự tin. Bàn tay phải gã cầm cây bài nặn, khẽ giơ lên chào Hằng. Hằng gật đầu đáp lại và phá tan không khí yên lặng bằng một lời khen miễn cưỡng dành cho Nghĩa: "Lúc nào vốn cũng chùm làng, tài thật." Nghĩa nhếch mép cười thỏa mãn và nói: "Đen tình đỏ bạc chị ơi." Câu nói quen miệng người ta thường nghe ở các sòng bài, chẳng mang một ý nghĩa nào cả, nhưng chợt làm Hằng để ý đến Nghĩa. Chưa bao giờ Hằng mảy may bận tâm đến gã, mặc dầu hầu như lần nào đến đây cũng thấy gã có mặt. Gã thua Hằng ít lắm cũng 5-7 tuổi, lấy vợ lần nào hay chưa thì Hằng không biết, chỉ chắc chắn một điều là hiện Nghĩa sống một mình. Ở sòng bài, Nghĩa có phong độ của một tay chơi hào sảng, không ăn non, không chạy làng, cho nên từ chủ chứa đến con bạc đều có thiện cảm. Xì phé đãi ngộ Nghĩa thường xuyên, từ ăn tới huề ít khi thua. Có dạo người ta ngờ gã đánh bịp, định tẩy chay, nhưng gia chủ hết lời biện hộ, vì biết rõ Nghĩa sòng phẳng. Và lại bài ni lông đặt trong cái hộp nhỏ bằng gỗ, làm sao đánh dấu được mà bịp. Riêng Hằng thì rõ ràng là kỵ vía Nghĩa lắm, bởi đấu trí với gã lần nào nàng cũng thua đậm, mà càng thua Hằng càng tự ái muốn đụng độ với Nghĩa. Thứ sáu tuần trước, vừa hết giờ làm việc, Hằng từ sở điện thoại về báo cho chồng biết nàng ở lại làm overtime đến sáng. Kỳ chồng Hằng vốn thật thà, ít khi nghi ngờ thiện chí của vợ, lại chưa hề biết vợ mình say mê cờ bạc, nên nghe vợ bảo phải làm ca đêm, anh rất mủi lòng tội nghiệp. Nhưng anh không cản vợ bất cứ điều gì. Hằng cũng biết tính chồng dễ bị gạt, nên cứ lâu lâu lại bày trò làm overtime, rồi lái xe lại thẳng đây, chỉ kịp gặm khúc bánh mì trước khi nhập trận.
Tuần rồi Hằng không may, mới 2 giờ sáng vốn liếng đã cạn sạch. Nàng đứng dậy chạy lại góc phòng. Ở đó trên chiếc sofa sờn nát luôn luôn có ông thần tài ngồi ngủ gà ngủ gật để chờ thiên hạ gõ cửa xin tăng viện. Ông không đánh bạc, không biết trong cỗ bài tây quen thuộc kia quân nào lớn hơn quân nào, nhưng ông hiện diện thường trực tại đây để kịp thời mở lòng từ bi cứu vớt những tay chơi gặp vận đen cháy túi giữa lúc cuộc chiến chưa tàn. Ít ai biết tên ông là gì. Ngày mới qua ông có mở tiệm sửa đồng hồ, lấy tên là Dạ Quang, và từ đó người ta cứ gọi ông là ông Dạ Quang cho tiện. Ông tự cho phép mình về hưu đã 10 năm. Ở tuổi trên dưới 40, chuyển sang lãnh welfare một thời gian rồi hành nghề cho vay kiếm lời. Có người trách ông vay tiền tính giá cắt cổ, nhưng đó là nghề của ông, không thể làm khác được. Và lại người ta tìm đến ông, chứ ông có ép buộc ai đâu. Chính ông cũng phải chấp nhận rất nhiều bất trắc, bởi cho vay kiểu của ông vốn chỉ là một thứ khế ước bằng miệng, một thứ tín dụng không đem nhau ra tòa được, mà chỉ dựa trên lòng tin giữa người quen biết nhau. Ông cũng đã mất nhiều, đã dầm mưa dãi nắng lặn lội đòi tiền nhiều khi rất dai dẳng mà vẫn bị quỵt. Cho nên việc ông tính lãi suất cao cũng chỉ là bù qua đáp lại mà thôi. Huống chi không có ông thì dân cờ bạc khổ sở lắm, bởi chẳng lẽ giữa đêm khuya còn đang nóng máu mà lại phải ôm hận bỏ về. Ông đưa cho Hằng 3.000 làm láng mới. Hằng kỳ kèo mượn thêm nhưng ông từ chối thẳng vì món nợ cũ nàng chưa thanh toán. Gặp lúc vận đen, 3.000 chẳng thấm vào đâu, không đụng độ được ván bài nào cho ra hồn, chỉ đem trải đường cho thiên hạ rỉa dần. Và khi trời chưa sáng rõ, Hằng đã hết sạch. Kinh nghiệm thường bảo rằng khi thua bạc, đầu óc người ta trở nên cực kỳ sáng suốt, nghĩ hết mọi cách để xoay sở gỡ gạc. Hằng khẩn khoản mượn thêm ông Dạ Quang, ông lạnh lùng lắc đầu. Đang cơn cay cú, Hằng chạy sang phòng bên cạnh đánh thức bà chủ nhà dậy, nằn nì giật nóng độ 1-2 ngàn, nhưng cũng không có kết quả. Hằng buồn rầu trở lại sòng bài, bưng tách cà phê, kéo ghế ngồi cạnh Nghĩa, nhìn thiên hạ sát phạt cho đỡ ghiền. Nàng nghĩ đến mấy cái thẻ tín dụng đã kín mít không thể rút tiền được nữa, hàng chục món nợ lặt vặt trong sở và người thân. Đầu óc Hằng choáng váng, mắt mờ hẳn đi, vừa vì thiếu ngủ vừa vì lo lắng. Chung quanh Hằng những bàn tay vẫn thoăn thoắt rút bài, từng nắm tiền vẫn tiếp tục ném ra, và lâu lâu vài giọng cười đắc thắng vang lên như những mũi tên đâm vào tim nàng. Hằng nhìn dáng điệu khoan thai của Nghĩa đang nghiêng người đốt điếu thuốc, nheo mắt tránh khói và đăm chiêu suy tính trước khi quyết định lật con bài tẩy của đối phương. Nàng thèm thuồng nhìn đống bạc trước mặt Nghĩa, tiếc rằng mình không đủ thân để hỏi mượn. Mà dù có thân, chuyện vay mượn ngay tại sòng bài giữa những người đang lâm chiến là điều nên tránh né, vì người ta sợ xui. Dân chơi lắm kẻ tự đặt ra những quy luật kiêng cữ rất lạ. Nghĩ vậy, nàng đưa ly cà phê của mình cho Nghĩa và động viên tinh thần. Uống một hớp cho tỉnh, ván bài lớn phải tính cho kỹ nhé. Nghĩa gật đầu cảm ơn, tươi cười đỡ lấy ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ rồi thở mạnh và quăng sấp tiền dày cộm ra giữa sòng. Bàn tay gã run run rút con tẩy của đối thủ, hồi hộp đưa lên coi. Nhưng chưa kịp xem kỹ thì kẻ tháo cái đã náo nuột, kêu lên nho nhỏ. Thôi, ăn đi, đụng nhà giàu không nổi. Nghĩa rủi điếu thuốc, chậm rãi cua đống tiền về nhã nhặn phân bua. Tại đang hên nên bắt liều đấy thôi, 10 phần thấy thua đến 9. Đám đông chung quanh đều lắc đầu suýt xoa và tỏ vẻ đồng ý với Nghĩa. Một người cay đắng nhận xét: bắt ván bài ấy thì ấu thật, đúng là nhà giàu không biết tiếc tiền. Hằng góp ý đưa đẩy: cao chứ không phải liều đâu, anh Nghĩa tính bài kỹ lắm, cứ tưởng là anh ấy bắt đại mà lầm to. Nghĩa vừa nhìn sấp tiền vừa quay sang nhìn Hằng. Hên đấy chị ạ, nhờ ly cà phê của chị tôi mới lên tinh thần. Nói thật, gặp chị thì chắc chắn là tôi bỏ, không dám bắt. Nhưng ông Châu nổi tiếng là hay tháo cái nên tôi mới lật tẩy. Tiếng ồn ào làm bà chủ nhà thức giấc đi tiểu. Thấy Hằng ngồi chơi xơi nước, bà tỏ vẻ phân ưu rồi giục Hằng nằm ngủ một lúc cho khỏe. Nhưng Hằng biết mình không thể nào nhắm mắt nổi. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa, nàng sẽ lái xe về, coi như hoàn tất một đêm làm thêm giờ tại hãng điện tử. Một lát sau, Nghĩa bỏ bài, đứng dậy lại bàn cà phê ăn miếng bánh mì ngọt rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Hằng vội vã bước theo, đợi gã ở cửa, tháo sẵn chiếc nhẫn hột xoàn chìa ra trước mặt Nghĩa và ấp úng đề nghị. Anh Nghĩa, cái nhẫn này năm ngoái nhà tôi mua tặng tôi nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, giá 6.300. Tôi còn giữ receipt đây nè. Anh cầm đỡ cho tôi 5.000, tuần sau tôi chuộc lại liền. Dĩ nhiên Nghĩa không lạ gì với cảnh cầm bán tại sòng bạc, bởi chính gã cũng đã từng lâm vào tình huống này. Gã cũng không thắc mắc về câu chuyện Hằng mới kỷ niệm ngày cưới có 10 năm mà đứa con gái đã 16 tuổi. Ngôn ngữ sòng bài quanh co bất nhất như vậy là thường. Ánh sáng trắng xanh của mấy bóng đèn neon từ trong phòng tắm hắt ra, soi rõ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhạt nhòe son phấn của Hằng, nhất là đôi mắt mở to khẩn khoản ngước lên nhìn Nghĩa, làm gã thấy tội nghiệp khó lòng từ chối. Tuy nhiên, con số 5.000 đồng Hằng vừa nêu ra là một món tiền quá lớn, gã chưa thể gật đầu ngay được. Cầm đồ ở sòng bài bao giờ cũng nên ép giá xuống mức rẻ nhất, bởi kẻ thua bạc như người chết đuối, đưa ra bao nhiêu cũng phải nhận. Hằng tha thiết nói thêm. Anh Nghĩa à, đây là nhẫn cưới, tôi không thể bỏ được. Anh yên chí đi, vài ngày là tôi lấy về ngay, chứ dù chồng tôi hỏi thì chết. Nghĩa nhìn Hằng ái ngại. Dáng người nàng nhỏ nhắn thấp hơn Nghĩa khoảng nửa gang tay, đứng nghiêng nghiêng tựa lưng vào tường, làm nàng càng lồn xuống. Cái áo thun màu mỡ gà lúc bước vào sòng bài còn nhét gọn ghẽ trong quần, bây giờ sổ tung ra. Hằng không bận tâm đến nữa, tâm trạng chán chường của kẻ thua bạc còn để ý gì đến mọi thứ chung quanh. Nghĩa nhắc nhỏ. Sao chị không đưa nhẫn cho ông Dạ Quang, và nhờ ông ấy cầm cho chị. Hằng khổ sở không biết trả lời thế nào. Nàng đã vay ông đến mấy lần chưa trả được, làm sao dám mở mồm hỏi thêm. Huống chi giao nhẫn cho ông Dạ Quang, dù ông có bằng lòng, Hằng cũng sẽ chỉ nhận được món tiền hết sức khiêm tốn, không đủ cầm cự một láng. Người sành sỏi như ông Dạ Quang khi định giá chiếc nhẫn hột xoàn tại sòng bài thường làm chủ nhân lặng người đến phát sốt, vì không thể ngờ ông dám đưa ra con số táo bạo như vậy. Hằng thở dài tuyệt vọng toan quay đi thì Nghĩa phân trần. Thú thật với chị, tôi còn đến 3 cái nhẫn như thế này ở nhà, cầm của người ta đến nửa năm rồi mà chẳng ai chịu chuộc. Giá mà tôi có đào, tôi có bồ đó, thì giờ này con đào của tôi chắc cũng đã đeo đến 3 cái nhẫn đấy chị ạ. Gã nhìn Hằng cười hiền lành. Hằng cũng gượng cười theo và níu kéo. Người ta khác, tôi khác, tôi sẽ chuộc. Tôi không thể nào mà tôi bỏ cái nhẫn này được đâu. Vừa lúc ấy từ sòng bài có tiếng gọi. Nghĩa đâu rồi? Bộ tính đi ngủ hay sao đây? Nhìn ánh mắt van nài của Hằng, Nghĩa mùi lòng đỡ chiếc nhẫn nhét vào túi rồi móc bóp trao tiền cho nàng. Tuy vậy gã cũng thành thạo rút xuống 1.000 và bảo Hằng. Chỉ cầm đỡ 4.000, càng dễ chuộc. Hai người trở lại chỗ cũ và sòng bài sống động hẳn lên vì có thêm tay thứ năm là Hằng. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, đến 8 giờ sáng thì vốn liếng trước mặt Hằng chỉ còn khoảng vài trăm. Tiền của Nghĩa rốt cuộc lại quay về với Nghĩa. Chủ nhà đang chuẩn bị thức ăn sáng, nhìn đồng hồ trên tường, 2-3 lần dục Hằng ra về vì đã hết giờ overtime, nghĩa là đã hết ca đêm. Vốn sống bằng nghề chứa bạc kinh niên, bà chủ rất sợ gặp chuyện phiền toái mỗi khi thân nhân của con bạc tìm đến và to tiếng chửi bới. Năm ngoái đã có người đàn bà dắt theo đứa con trai kéo đến nổi trận lôi đình trước cửa sòng bài của bà. Bà mẹ định châm lửa đốt, đứa con nằng nặc đòi gọi cảnh sát đến dẹp. Bà thông cảm Hằng gặp xui xẻo trọn đêm, nhưng bà biết đã đến giờ Hằng phải về nhà vì chồng con đang đợi. Dù Hằng có còn tiền, bà cũng dục nàng đứng dậy, huống chi vốn liếng của Hằng đã cạn sạch. Hằng miễn cưỡng đứng lên, lạng quạng bước ra cửa. Mặt trời vừa lên lấp ló sau hàng cây bên kia đường, chiếu ánh nắng chan hòa trên con phố, xe cộ qua lại rất thưa thớt. Cảnh vật hiện ra trước mặt Hằng chỉ toàn một màu vàng úa thê lương. Nàng chui vào xe, hình dung những ngày đen tối sắp tới. Một tuần trôi qua, hôm nay Hằng lại gom góp được mấy ngàn, toàn những thứ tiền vay mượn sinh tử mà nàng phải vận dụng tài nói dối nhuần nhuyễn lắm mới có được. Lúc đầu Hằng dứt khoát dự định sẽ chỉ đến gặp Nghĩa, chuộc cái nhẫn rồi về ngay. Nhưng sáng nay ngồi trong hãng điện tử, Hằng thấy bồn chồn khó chịu lắm. Nó bắt nàng lại phải thử thời vận. Dân cờ bạc bao giờ chả vậy, khi thua cháy túi thì cực kỳ ân hận, tự dằn vặt mình vì những ván bài đánh thấp, thề thốt từ nay sẽ bỏ hẳn.
nhưng hễ có tiền trong túi thì đâu lại vào đấy, dứt ra không nổi, bởi người ta ai cũng có quyền hy vọng. Biết đâu Hằng chẳng thắng lớn đêm nay, không những lấy lại được nhẫn mà còn ôm về được số tiền lớn bù đắp những lần thảm bại trước đây. Hơn thế nữa, cuối tuần này chồng nàng sẽ vắng nhà trọn weekend, Hằng có thể thản nhiên nhập xong mà không cần phải nói dối chồng là làm overtime tại sở. Lùi lại mấy năm trước, khởi đầu từ một bữa tiệc sinh nhật bằng hữu Hằng đến dự, rồi đứng xem mấy bà rủ nhau rút xì còm ăn thua 1-2 đồng. Nể bạn, Hằng cũng ngồi vào chơi, dù trước đó nàng chưa đếm nổi nút bài cào. Như một thông lệ, cờ bạc thường đãi người mới, Hằng thắng liên tiếp cả buổi chiều, giúp nàng phấn khởi đưa ra kết luận là đánh xì phé dễ ăn quá. Và vì dễ ăn, nàng thấy thích thú, hễ có ai rủ lăn vào chơi ngay. Chỉ một thời gian sau, những canh xì còm bỏ láng 20 để tiêu khiển không còn hấp dẫn Hằng được nữa. Như những người nghiện ma túy, liều lượng chỉ có thể tăng lên chứ không bao giờ đứng một chỗ hay suy giảm. Hằng càng ngày càng đánh lớn, và đến lúc ấy nàng mới bắt đầu thua đậm, mới thấm thía những thăng trầm của trò chơi đen đỏ. Càng thua càng muốn gỡ, lương bổng hai vợ chồng đều thuộc loại cố định, hoang đầu này thì hụt đầu kia, lỡ một canh bài gặp vận xui, bay mất 5-3 ngàn, không biết trông vào đâu để bù đắp. Chẳng bao lâu Hằng trở thành con nợ chuyên nghiệp, vay mượn bất cứ chỗ nào có thể bám được. Từ một người vợ bình thường chăm lo đời sống gia đình, Hằng dần dà lơ là bổn phận, quanh co cả với chồng con. Thậm chí nghe tiếng phone reo, nàng giật mình không dám nhấc lên, vì chủ nợ nhiều lần gọi đến nặng lời trách móc. Cũng may chồng Hằng càng ngày càng say mê những chuyện học hỏi xa vời, giống như nhiều người đắm mình trong cái thú xem phim tập Hồng Kông. Hằng mừng lắm, nàng chẳng biết kỳ học cái gì, nhưng nàng thấy việc kỳ đi học là một điều có lợi cho nàng. Một trong những cái lợi ấy là tính nết kỳ dễ chịu hẳn đi và ít có thì giờ để ý đến vợ con. Ngày ngày đi làm về, anh ăn bữa tối rất đơn giản rồi ngồi đọc sách. Đúng 8 giờ rưỡi, anh vào phòng riêng đóng cửa, ngồi lại cho đến khi ngủ. 2 ngày cuối tuần kể như anh dành trọn cho việc học hỏi của mình, hoặc tại thành phố, hoặc đi những trại xa. Trước mặt vợ con dần dà anh biến thành một người xa lạ, sống thong dong bên cạnh gia đình, với một thời khóa biểu sinh hoạt không liên quan gì đến mẹ con Hằng. Nhưng Hằng lại muốn như vậy, bởi nàng cần thỏa mãn cái sở thích lớn lao của mình là cờ bạc. Chiều nay Hằng ở sở về thì Kỳ đã đi khỏi. Hằng hồi hộp lắm, không kịp tắm rửa thay quần áo, chạy vội lên lầu mở tủ lấy sấp tiền nhét vào bóp, rồi mắt trước mắt sau chạy xuống xe. Đứa con gái ngạc nhiên hỏi: "Tối nay mẹ lại làm overtime?" Hằng ngượng ngập đáp: "Không, nhưng mà mẹ đi party bên Bắc Thành. Con cứ ăn cơm đi, chừng 10 giờ mẹ về. Này, nhớ khóa cửa lại nhé." Hằng cầm sâu chìa khóa bước nhanh ra cửa. Con bé ái ngại trông theo và hỏi: "Party mà mẹ mặc cái gì kỳ vậy?" Hằng cười ấp úng: "Thì toàn là người thân cả mà, mặc sao chả được. Bác ấy tổ chức hát karaoke chứ không phải party gì đâu. Mẹ cũng hát vài bản cho nó vui vậy đó mà." Hằng chui vào xe, nổ máy lao vút đi. Hằng nghĩ đến Nghĩa, đến cái nhẫn Nghĩa đang cầm, và tự dặn mình lát nữa phải cẩn thận hơn khi lâm chiến với Nghĩa. Chủ nhà tiến lại sau lưng Hằng, đưa mắt nhìn khắp lượt những khuôn mặt chung quanh và dè dặt đề nghị: "Này, dư chân quá, sao không làm một bàn nữa?" Điệp khúc ấy bà nhắc lại lần này là lần thứ 3, nhưng đám trầu rìa dường như chẳng ai nhúc nhích hưởng ứng. Dĩ nhiên họ biết bà muốn gây thêm một sòng nữa để lấy sâu, nhưng họ lờ đi vì đống tiền cao nghệu trước mặt Nghĩa đang lôi cuốn họ. Họ kiên nhẫn đứng đợi, chờ kẻ nào bị loại khỏi vòng chiến thì nhảy vào thế chỗ, hy vọng câu con cá lớn nhất, chứ bắt tép riêu làm gì. Mãi đến hơn 9 giờ Hằng mới nhập cuộc. Hai người vừa cạn láng nhìn quanh, thấy không cầu cứu được ai nữa, đành uể oải xô ghế đứng dậy ra về. Chủ nhà tiến chân ra tận cửa, nói vài lời phân ưu và nhắc họ sáng mai trở lại. Dĩ nhiên bà không cần nhắc, nếu họ xoay được tiền thì có thể chỉ lát nữa họ sẽ có mặt. Hằng ngồi đối diện Nghĩa, móc ra 2 ngàn rồi thò tay rút quân bài tẩy. Một người bảo Hằng: "Bà bỏ láng ít quá, chỉ nội là đi tiền đường thì cũng hết rồi. Nghĩa nó lấy thịt đè người, chỉ ho một tiếng là đủ chạy." Hằng ngước lên nhìn Nghĩa, bắt gặp nụ cười và dáng điệu khinh bạc thường lệ của Nghĩa. Nàng lưỡng lự một chút rồi lôi hết tiền trong bóp ném lên mặt bàn và tỏ thái độ bất cần.
Đau lâu thì tốn thuốc, thả một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Nghĩa gật đầu nhìn Hằng, mỉm cười nói good luck, trong lúc đôi tay thoăn thoắt xào bài rồi đẩy lại trước mặt Hằng và nói: mời chị. Hằng ngắt cỗ bài làm hai, xếp chồng lên nhau rồi đặt gọn trong cái hộp gỗ. Lao vào trò chơi đen đỏ này đã đến mấy năm mà mỗi lần nhập trận, Hằng vẫn cảm thấy hồi hộp khác thường. Cái cảm giác ngây ngất khó tả lắm, có lẽ còn kích thích hơn cả những buổi hẹn hò vụng trộm với tình nhân nữa. Liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, Hằng cua về khá nhiều tiền, có lẽ đã đủ để chuộc nhẫn và thanh toán vài món nợ lặt vặt. Nhưng dân chơi không ai nghỉ ngang như vậy, gặp vận đỏ phải biết tận dụng khai thác. Hằng nhìn đồng hồ thấy đã gần nửa đêm, vội vào bếp phone về cho con gái. Này, con cứ ngủ trước đi nhá, lát nữa mẹ về. Con bé hỏi: nhưng mà mấy giờ mẹ về, con cài then trong làm sao mà mẹ mở được? Hằng lưỡng lự không biết trả lời thế nào thì con bé gãi đúng chỗ ngứa. Hay là mẹ ngủ bên Bắc Thành đi, sáng mai hãy về, gần 12 giờ rồi con buồn ngủ lắm, không chờ mẹ được nữa đâu. Hằng thở phào nhẹ nhõm nhưng làm ra vẻ miễn cưỡng. Ừ, hay con ngủ đi, nhưng mà ở nhà một mình con có sợ không? Nhớ cài then cửa trước cửa sau vào nhé. Cẩn thận, mẹ ngủ bên này cũng được, tại có việc cần phải bàn với lại Bắc Thành. Hằng cúp phone trở lại đám bạc. Một lúc sau, đám người chầu rìa đã tản mát ra về hết, thêm hai tay đang sát phạt cũng cháy túi đứng dậy. Cuộc hỗn chiến chỉ còn diễn ra giữa bốn người, trong đó có Nghĩa và Hằng. Hằng liên tiếp đụng độ những ván lớn và vận đỏ của nàng đi xuống rất nhanh. Mới hơn 2 giờ sáng, trận thư hùng đã tàn lụi vì có đến hai người hết tiền. Nghĩa và ông Tâm, một người đàn ông lớn tuổi chủ garage, chia nhau gom sòng, kẻ ăn người thua uể oải đứng dậy. Quang cảnh này rất ít khi xảy ra giữa đêm cuối tuần như thế này. Hằng tuyệt vọng đưa mắt nhìn ông Dạ Quang nằm ngủ trên chiếc sofa ở góc phòng. Đánh thức ông dậy cũng vô ích, bởi nàng đã thiếu ông quá nhiều, không đời nào ông cho vay thêm. Bà chủ nhà thì dĩ nhiên lúc nào cũng cứng rắn áp dụng chính sách cấm vận đồng đều đối với mọi thân chủ. Thân đến đâu bà cũng thản nhiên lắc đầu: tôi thì làm gì có tiền mà cho mượn, có thì chẳng phải lấy sâu. Bà thường phân trần như vậy với tất cả mọi người để không ai mở miệng làm phiền đến bà. Nghĩa đứng dậy dang rộng hai tay, vặn người mấy cái cho đỡ mỏi rồi khệnh khạng bước vào phòng tắm. Ông Tâm ngồi chậm rãi đếm tiền trước mặt Hằng. Từ phòng bên cạnh, bà Xuân dụi mắt bước ra ngơ ngác nhìn cuộc chiến vừa tàn. Bà hốt hoảng kêu lên: ủa, sao nghỉ sớm vậy? Hằng ngước nhìn bà não nuột thở dài: hết tiền, tôi với ông Trường cháy túi, ông Nghĩa với ông Tâm ăn hết. Bà Xuân vội dốc ống tiền sâu cuốn lại hết nhét vào túi. Hằng ghé tai hỏi giọng cầu may: này, hay là cho tôi mượn độ 2.000 đánh cầm chừng để giữ chân, chứ không thì tan sòng mất. Bà chủ nhăn mặt đáp: tôi làm gì có tiền. Hằng vừa ngượng vừa tức, đã biết trước là chủ nhà keo kiệt mà nàng vẫn thấy cái bản mặt phèn phẹt của bà giờ này đáng ghét hơn bất cứ người nào trên thế gian này. Nàng hầm hầm nhìn bà, nhưng bà không quan tâm đến những kẻ bại trận. Bà khẩn khoản bảo Nghĩa và ông Tâm: hay làm chơi đỡ ba tay đi, trời sắp sáng rồi, chỉ một tí nữa thôi là thiếu gì người đến. Này chú Nghĩa, lại đây. Tôi để ở đúng rồi, tôi cũng đang muốn đánh một canh đây. Lời mời gọi xem chừng không được ai hưởng ứng. Theo lệ thường ở các sòng bài, bất cứ khi nào thiếu chân, chủ nhà sẽ nhảy ngay vào tham dự cầm chừng để chờ khách, vì không muốn gián đoạn cuộc chơi, mất cơ hội lấy sâu. Tuy nhiên, hầu hết các chủ sòng cũng đều xuất thân là những người có máu cờ bạc, cho nên dù chỉ ngồi vào để cầm chân, họ cũng giao đấu tận tình, ăn thua xả láng. Nhiều người gom góp tiền hồ cả tháng chỉ một canh ngắn ngủi là nướng sạch. Nhưng riêng cái bà Xuân này thì khác hẳn, rõ ràng là đánh phé theo kiểu câu giờ, ngồi đưa đẩy cho thiên hạ thanh toán lẫn nhau mà thôi. Ngoại trừ khi rút được quân bài lớn nhất phải đi tiền thì bà mới miễn cưỡng quăng ra một hai đồng, còn kỳ dư cứ kéo quân tẩy lên, chưa kịp nhìn bà đã quay ngang. Bà cầm bộ bài xào tới xào lui, tha thiết nhắc lại điệp khúc cũ: này, ở lại chơi đi, hôm nay là thứ bảy, thiếu gì khách sộp, chỉ một lát nữa thôi, sợ là đẩy ra không hết đấy chứ. Nghĩa vừa rửa mặt xong, lùa tay vuốt ngược mái tóc lên rồi lau đại bàn tay ướt vào ống quần. Tính gã vốn cả nể nên chỉ cười, không dám thẳng thắn từ chối. Thâm Tâm không muốn chơi nữa, nhưng nếu thiên hạ nài nỉ, gã lại sẽ ngồi xuống để khỏi mang tiếng là ăn non.
Nhưng rất may cho Nghĩa là ông Tâm mạnh dạn lắc đầu bảo chủ nhà: ba người mà đánh cái gì, mất sướng. Nhưng mà tôi phải về bà Xuân đây, ngủ độ mấy tiếng sáng mai còn lái xe đi xa. Bà Xuân sẵn giọng: đi đâu? Ông Tâm đáp: bà cụ tôi mới từ Việt Nam qua, ngày mai tôi phải đưa xuống Los thăm thằng em. Rồi ông phân trần thêm: tôi còn tới đây dài dài chứ có đi luôn đâu, chắc ăn là chiều thứ hai tôi ghé. Ông đứng dậy lấy áo khoác và ra cửa. Nghĩa nhìn bà Xuân nhún vai, gã bưng tách cà phê trở lại chỗ cũ, lấy gói thuốc và cái hộp quẹt nhét vào túi áo. Hằng ngồi khoanh tay, mắt mở trừng trừng nhìn những quân bài rải rác trên mặt bàn, bất giác thở dài nói bâng quơ: chưa bao giờ xui như vậy. Tôi tính ra thì có lẽ thua đến 10 canh liên tiếp, ít khi nào đi một lèo như thế, chắc phải nghỉ mấy tháng xả xui. Bà Xuân còn đang bực vì cuộc khiêu chiến diễn ra quá bất ngờ cho nên hững hờ bảo Hằng: thì cờ bạc đỏ đen là thường. Bây giờ cô về hay là ngủ lại đây? Ngủ đây thì lên phòng tôi lấy chăn gối xuống mà ngủ. Bà chỉ cái sofa kê hình thước thợ, nối đầu vào chiếc ghế mà ông Dạ Quang đang nằm phanh bụng ngủ ngáy như sấm. Hằng thấy bất bình về thái độ của gia chủ. Mời nàng sang phòng riêng, chưa chắc nàng đã thèm nhận lời, huống hồ lại bảo nàng nằm đây bên cạnh ông Dạ Quang. Hằng chưa kịp trả lời thì Nghĩa thấy tội nghiệp, vội lên tiếng bảo Hằng: chị đi ăn mì với tôi không chị Hằng? Tiệm Hưng Ký mở cửa tới 4 giờ sáng đấy. Tôi mời chị đi ăn tô mì cho ấm bụng rồi về ngủ, rủ ông Tâm đi luôn cho vui. Hằng đang giận bà Xuân nên đáp ngay: vâng, cảm ơn anh, ra xe rồi mình tính. Nàng không muốn nằm lại đây, một phần vì chán cái mặt bà chủ, một phần vì biết chắc sẽ không ngủ được bởi những dằn vặt đang dày vò trong tâm trí. Mà về nhà bây giờ thì vô lý quá, bởi đánh thức đứa con dậy mở cửa. Nàng đứng lên mở bóp tìm sâu chìa khóa rồi theo Nghĩa ra cửa, bỏ lại bà Xuân một mình thu dọn bãi chiến trường bên cạnh ông Dạ Quang nằm ngủ thảnh thơi trên sofa. Ngoài sân đêm mùa hè dịu mát, Nghĩa thấy xe ông Tâm lao vụt đi kêu không kịp. Hằng đứng bên gốc cây khẽ rùng mình vì cơn gió nhẹ lướt qua. Nghĩa đến sau lưng nhắc lại lời mời một lần nữa theo thói quen rộng lượng của kẻ chiến thắng, rồi dặn Hằng: chị biết tiệm Hưng Ký chứ gì, trong khu thương xá Hồng Kông Village đó. Đây tới đó chừng hơn 5 phút thôi. Hằng im lặng gật đầu, nhưng Nghĩa lại đổi ý ngay: hay là thế này, hay là chị bỏ xe đây đi, đi chung với tôi, ăn xong thì tôi đưa chị trở lại đây lấy xe. Hằng đang mệt mỏi nên đồng ý ngay. Nghĩa mở cửa cho Hằng chui vô. Chiếc Toyota Camry của gã tuy còn khá mới nhưng sặc mùi thuốc lá pha lẫn những hương vị thức ăn Tây. Miếng pizza ăn dở quăng ở băng sau đè lên mấy tờ báo biếu bên cạnh một két bia còn nguyên. Nghĩa mở máy và vặn nhạc nho nhỏ. Hằng ngả đầu hẳn ra phía sau trong tư thế thoải mái giả tạo để che giấu nỗi đau khổ khủng khiếp đang âm ỉ trong lòng. Chiều nay thứ sáu lẽ ra Hằng phải ở nhà nấu một món đặc biệt để mẹ con thưởng thức cuối tuần, hoặc dẫn nhau rong chơi ngoài phố, mướn phim về coi, hỏi han Kim những sinh hoạt thường nhật trong trường, dặn dò con những điều cần thiết ở tuổi mới lớn. Đến cái tủ lạnh trống rỗng vì đã lâu không mua sắm, chiều hôm qua trước khi đi đánh bạc tình cờ mở ra, Hằng cũng không bận tâm, chỉ hững hờ bảo Kim: này, nhà chả còn gì, hay là con ăn tạm mì gói đi rồi sáng mai mẹ đi chợ luôn thể nhé. Bao nhiêu trách nhiệm vây quanh, Hằng không chu toàn được mảy may, lòng nàng trùng xuống cực kỳ hối hận. Nhưng cái hối hận ấy chẳng có nghĩa lý gì, bởi nó vẫn thường đến với nàng mỗi khi cháy túi, mỗi lần thua là mỗi lần thề, rồi chỉ vài hôm sau con ngựa lại quay về lối mòn cũ. Xe dừng lại trước tiệm ăn, quán rất đông vì dân chơi từ các vũ trường vừa kéo ra. Hằng giật mình lo lắng, chỉ sợ gặp người quen bắt gặp nàng đi với Nghĩa vào giờ khuya khuất này. Lúc nãy khi Nghĩa đề nghị, đầu óc nàng còn nặng trĩu chuyện tiền bạc, chẳng nghĩ được điều gì, giờ mới thấy là mình quá liều lĩnh. Nghĩa tắt máy xe mở cửa, Hằng vẫn ngồi yên không xuống, chờ Nghĩa giục 2-3 lần, Hằng mới phân vân bảo: hay là thôi anh Nghĩa, đông người quá. Nghĩa hiểu ý gật đầu trấn an: đông nhưng mà toàn người Hoa thôi, dân Việt mình ít ai biết tiệm này lắm. Hằng vẫn ngại ái ngại: anh có đói thì vào ăn đi, chứ còn tôi thì tôi ngồi chờ ngoài đây cũng được rồi. Nghĩa phì cười: ai lại làm thế, tôi cũng không đói lắm, chỉ muốn mời chị đi ăn cho vui thôi. Chị ngại thì thôi vậy, tôi đưa chị về. Hay là thế này,
Mình check out, mình mua cái gì mang về ăn nghe không chị? Chị ăn mì vịt tiềm nhé, tôi mua cho chị mang về ăn. Hằng lắc đầu. Thôi, phiền anh lắm. Thực ra thì chẳng phải là Hằng sợ làm phiền Nghĩa. Gã đớp của Hằng biết bao nhiêu tiền tại sòng bạc, mua tô mì thì có gì đáng kể. Nhưng Hằng phân vân vì không biết mang thức ăn về đâu. Chẳng nhẽ đập cửa lôi cổ con gái dậy vào giờ này để bắt nó nhìn nét mặt bơ phờ của nàng. Nàng ân hận đã không nhẫn nhịn ngủ tạm tại nhà bà Xuân mấy tiếng chờ sáng. Chỉ vì nỗi buồn thua bạc mà nàng theo Nghĩa ra đây. Một điều hết sức vô lý chưa xảy ra trong đời nàng bao giờ. Nó cũng vô lý như việc nàng bỏ con ở nhà một mình để lao vào trò chơi sát phạt. Nghĩa đóng mạnh cửa xe mở máy. Hằng tưởng gã giận nên đưa mắt nhìn sang bên kia đường và bảo. Hình như là cái tiệm donut đằng kia còn mở cửa kìa. Hay là mình qua bên đó ngồi tốt hơn. Nghĩa bằng lòng ngay. Dù thực tâm gã không thích chút nào. Ngồi xong bài từ sáng đến giờ, gã cần một tô mì nước, một bát cháo nóng, chứ bánh ngọt chỉ làm bụng thêm khó chịu. Huống chi cà phê thì gã đã nốc hơn 10 ly ở nhà bà Xuân, uống thêm làm gì nữa. Hai người đẩy cửa bước vào. Quán nửa khuya vắng ngắt, chỉ có cô gái ngồi quầy đang đọc sách và người janitor đang lau sàn. Tiền bạc dư thừa, Nghĩa định gọi cả một đĩa bánh, lấy cà phê cho mình và nước cam cho Hằng. Dưới ánh đèn rực rỡ, hai người ngồi đối diện, nhìn rõ những nét hốc hác trên khuôn mặt nhau, nhất là vẻ bệ rạc của Hằng, kẻ bại trận liên tục. Nghĩa nhìn nàng ái ngại, nói, chắc chị buồn ngủ lắm hả? Hằng gượng cười. Buồn chứ không có buồn ngủ. Câu ấy nàng buột miệng nói thật. Hằng không còn đồng bạc nào trong túi, những ngày sắp tới sẽ thiếu cả tiền chợ. Trước mắt là bữa cơm chay thứ bảy tuần sau. Mà Kỳ đã dặn nàng chuẩn bị để đãi những người bạn ngay tại nhà. Ưu tư nhất là cái nhẫn hột xoàn đang nằm trong tay Nghĩa, hoàn toàn không trông vào đâu để chuộc lại được. Nghĩa nhấp ngụm cà phê, rồi đưa bàn tay xoa những sợi râu lởm chởm trên cằm. Câu nói của Hằng vừa gợi lòng chắc ẩn nơi gã. Ngẫm nghĩ một lúc, gã bảo, chắc chị kẹt tiền. Tuần trước tôi cầm cái nhẫn của chị 4.000, bây giờ gửi chị thêm 1.000 nữa cho dễ nhớ, cho nó chẵn. Lúc nào có thì chị đưa lại cho tôi. Chị đang xui à, tôi đề nghị chị nên nghỉ một thời gian rồi mới đánh lại. Tôi cũng có lúc đã xui cả nửa năm liền, đụng đâu là thua đó. Hằng giật mình cảm động. Thế thì cảm ơn anh à, tốt quá. Thú thật với anh là tôi đang nghĩ xem ngày mai không biết lấy tiền đâu mà đi chợ. Nghĩa cười chia sẻ. Dân cờ bạc dĩ nhiên tôi thông cảm chị. Tôi cũng có lúc đã phải đi ăn ké nhà thằng bạn cả tuần lễ đó. Xin từng điếu thuốc, từng tách cà phê. Nhưng mà tôi độc thân thì chả sao. Chị thì có gia đình, thành thử ra... Hằng thấy khuây khỏa phần nào, nói chuyện hăm hở hơn. Và thôi, không hối hận đã nhận lời đi ăn với Nghĩa giữa đêm khuya nữa. Còn đang vui thì Nghĩa lại đột ngột đề nghị. Bây giờ tôi đưa lại chị chiếc nhẫn để chị đeo, chứ không rồi anh Kỳ hỏi đến thì phiền cho chị. Cứ coi như là chị mượn tôi 5.000, lúc nào có thì chị trả. Không gấp, nhẫn tôi để nhà, lát nữa thì chị đi ngang tôi sẽ gửi lại chị. Hằng lặng người xúc động, chớp mắt cảm ơn 2-3 lần. Trong giang hồ chắc chẳng tìm đâu ra được một con người thứ hai như Nghĩa. Nàng nâng ly nước cam, uống một hớp lớn rồi lảng sang chuyện khác bằng một câu hỏi hoàn toàn lạc đề. Anh Nghĩa năm nay bao nhiêu rồi? Tôi 32. Hằng tính nhẩm rồi nói. Tuổi Tý à? Như vậy là anh thua tôi đến 4 tuổi đó. Câu chuyện vu vơ làm Nghĩa chỉ cười, gã giục. Chị uống đi, chị uống đi rồi mình về.
Tôi chở chị lại đằng bà Xuân lấy xe, rồi chị theo tôi về nhà, tôi trả lại cái nhẫn cho chị. Hằng hài lòng gật đầu. Nhưng lúc chui vào xe, Hằng phân vân bảo Nghĩa: hay là về nhà anh trước đi vậy, không cần phải lấy xe vội đâu. Nghĩa phì cười. Tôi không có đổi ý đâu chị, chị đừng lo. Tôi đã hứa trả lại nhẫn cho chị thì tôi sẽ không nuốt lời. Chị lấy xe trước rồi chạy theo tôi về nhà thì tiện hơn. Chứ nếu tôi đưa chị tới nhà tôi trước, rồi tôi lại phải chở chị trở ngược lại nhà bà Xuân để lấy xe thì mất công cho tôi quá. Hằng đập tay vào vai Nghĩa phân trần: ấy chết, anh hiểu lầm rồi. Không phải là tôi sợ anh đổi ý đâu. Tôi biết mà, tính anh nói là anh làm. Nhưng mà thú thật với anh, bây giờ nó 4 giờ sáng rồi, tôi về thì sớm quá, rồi đánh thức con bé dậy, tội nghiệp nó. Thường thường á, thì là ngày thứ bảy có khi 10 giờ nó mới dậy. Nhà bà Xuân thì chắc ai cũng ngủ hết rồi, sớm lắm thì 9-10 giờ họ mới thức. Tôi thì tôi lấy xe đi đâu bây giờ? Nghĩa à một tiếng lớn, vui vẻ nói: vậy mà chị không nói ngay, thế thì về nhà tôi. Vâng, tôi ở một mình chẳng quấy rầy ai. Lại nhà tôi rồi tôi để chị ngồi nghe nhạc chờ sáng. Nghĩa nổ máy xe và vặn nhạc nho nhỏ theo thói quen. Những con phố vắng tanh, lâu lắm mới thấy một chiếc xe vận tải chạy ngược chiều. Hằng đã vơi hẳn nỗi sầu, thăm hỏi Nghĩa những câu xã giao không cần thiết về cuộc sống của gã mà từ trước đến nay chưa bao giờ nàng thèm bận tâm chú ý. Gặp nhau rất nhiều lần nhưng chỉ biết nhau rất sơ sài trên bàn xì phé. Giá không ngồi chung chuyến xe như đêm nay, chắc hẳn mãi mãi Nghĩa vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt trước mắt Hằng, và Hằng đã mất một cơ hội để nhìn rõ cách cư xử hào sảng của Nghĩa. Về đến nhà, Nghĩa mời Hằng ngồi ở phòng khách, rồi mở tủ đem chiếc nhẫn ra trao cho nàng cùng với 1.000 đồng. Hằng run run đỡ lấy, 2-3 lần cảm ơn và chợt thấy yêu đời hẳn lên, như không hề thua bạc và mất ngủ. Nàng bỏ nhẫn bỏ tiền vào bóp, rồi tỉnh táo đưa mắt nhìn quanh, nhận ra cái tivi màn ảnh khổng lồ kê sát bức tường đối diện, cách chỗ Hằng ngồi chưa đến 3 thước. Mấy tháng trước nàng nghe đồn có người thiếu Nghĩa món tiền khá lớn, lâu quá không trả được, gọi Nghĩa đến xiết đồ đạc trong nhà. Nghĩa chỉ khuân về cái truyền hình, phần còn lại thì tha cho khổ chủ. Đối với Nghĩa, việc xiết đồ để trừ nợ là điều bất đắc dĩ, gã không muốn làm, bởi nhu cầu cuộc sống hàng ngày của gã rất đơn giản. Nói đúng ra Nghĩa ít về nhà, cũng không tiếp khách, thì khuân đồ đạc của thiên hạ về để làm gì cho chật chội. Một lần Nghĩa đến nhà ông Dạ Quang, buồn cười vì căn nhà của ông vốn nhỏ mà bàn ghế, tranh sơn mài, tivi, tủ lạnh, máy hát ông chất từ trong ra ngoài, choán cả lối đi. Toàn là đồ tịch thu gán nợ. Ở Việt Nam đôi guốc cũ cũng còn bán được, qua bên này hàng hóa mới, tinh lôi ra khỏi tiệm đã mất giá. Ông Dạ Quang dĩ nhiên biết rõ điều này, nhưng ông vẫn khuân về, không phải vì giá trị món hàng, mà vì cần phải trừng phạt những kẻ thiếu tiền của ông quá lâu. Chính sách này cũng giống như một số ngân hàng hiện nay, họ bất đắc dĩ phải tịch thu hàng loạt những căn nhà mà chủ nhân không trả nổi mortgage. Tịch thu rồi cũng chỉ để đó vì thị trường đang ối đọng. Hằng nhìn sâu vào trong bếp và để ý thấy nhà của Nghĩa là một cái apartment còn khá mới. Ngăn phòng rất gọn ghẽ nhưng đồ đạc hết sức bừa bộn. Nghĩa cua tay lôi hết chăn mền trên sofa vứt vào buồng ngủ rồi bảo Hằng: chị ngồi tạm đây nhé, nhà tôi chị thấy đấy, là một cái thùng rác, chị đừng có cười. Rồi gã bật tivi và video chiếu cuốn phim để Hằng coi trong lúc gã bước vô phòng tắm. Gã xối nước nóng, gội đầu, cạo râu, sấy tóc và thay bỏ bộ đồ quần áo mà chính gã cũng đã cảm thấy quá nặng mùi. Mọi động tác chỉ diễn ra trong khoảnh khắc theo thói quen của một gã đàn ông độc thân chưa bao giờ chú ý đến nhan sắc. Ngoài phòng khách, Hằng mân mê chiếc nhẫn hột xoàn rồi xỏ vào ngón tay áp út của bàn tay trái. Nàng nghiêng người soi nhẫn dưới ánh đèn, lật qua lật lại xem có đúng là chiếc nhẫn của mình đã đưa cho Nghĩa tuần trước hay không. Chẳng phải Hằng nghi Nghĩa trao cho cái nhẫn xấu hơn, nhưng nàng sợ Nghĩa đưa lầm cái khác, bởi nghe Nghĩa bảo hiện gã đang giữ đến 3-4 chiếc, toàn là của những người thua bạc. Nghe tiếng cửa phòng tắm vừa mở, Hằng vội rụt tay lại, đặt ngay ngắn trên lòng, làm bộ đang chăm chú xem phim. Nghĩa tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trông gã đã khác hẳn từ đầu đến chân, tóc chải gọn ghẽ, nhất là khuôn mặt vừa cạo râu nhẵn bóng, xóa hết mọi dấu tích phờ phạc mà Hằng đã quen mắt ở sòng bạc. Gã bảo Hằng bằng giọng run run vừa nghiêm trang vừa thẳng thắn:
Chị có cần nằm nghỉ một chút không? Ngủ đỡ mấy tiếng cho khỏe. Tôi để đồng hồ báo thức, khoảng 8 giờ thì dậy, tôi đưa chị lại lấy xe. Hằng còn đang phân vân thì nghĩ lại thêm, tôi dọn phòng cho chị ngủ, tôi nằm ngoài này được rồi. Gã đứng dậy toan bước đi nhưng lại đổi ý, đề nghị, hay là chị đi tắm một cái cho khỏe. Lúc nãy tôi buồn ngủ lắm, thế mà chỉ cần tắm nước nóng là lại tỉnh như sáo. Chị đi tắm nhé, đừng có ngại. Hằng cười vì không ngờ Nghĩa tự nhiên và liến thoáng như vậy. Nàng nói, tôi thì tôi có ngại gì đâu, nhưng mà quần áo đâu mà thay? Nghĩa nói nhanh, tôi lấy bộ pyjama mới cho chị mặc, bộ pyjama tôi mới mua, chưa có mặc lần nào. Hằng toan cản lại, nhưng Nghĩa đã bước đi ngay vào phòng ngủ, lôi ra bộ đồ còn nằm nguyên trong lớp giấy kiếng. Gã cẩn thận lấy cả khăn tắm, bàn chải đánh răng mới trao cho Hằng và nhắc lại, tôi vặn đồng hồ báo thức 8 giờ. Nếu tôi có ngủ quên, chị dậy trước thì chị làm ơn gọi tôi. Tôi đưa chị lại bà Xuân lấy xe. Hằng vẫn ngồi yên, đặt gói quần áo trên lòng và ngạc nhiên hỏi Nghĩa bằng giọng nửa đùa nửa thật. Này, có cô nào sống với anh ở đây không mà sao đồ đạc đầy đủ vậy? Nghĩa trợn mắt lắc đầu. Tôi chỉ mê bà Đầm thôi. Chị có thấy không? Đánh phé tôi hay rút được 3 đầm. Chị thua tôi một ván 3 đầm chị còn nhớ chứ. Hình như là chị 2 đôi xì đôi bạt gì đấy. Tôi kéo lên cây đầm thứ 5 ăn phản. Thôi chị đi tắm đi. Tôi dọn phòng cho chị rồi tôi cũng đi ngủ. Hằng miễn cưỡng đứng dậy vào phòng tắm. Nàng nhìn mình trong gương và giật mình thấy nước da vàng hẳn đi. Màu vàng nhợt nhạt không biết do sự xuống sắc của cơ thể hay do chính đôi mắt thiếu ngủ của nàng đã tự động biến mọi thứ trước mắt thành héo úa. Nàng vặn nước thật nóng rồi vào bồn nằm ngâm mình nhắm mắt lại. Trong giây lát, những suy nghĩ rằng co lại trở về đầy ắp trong đầu Hằng. Lấy lại được chiếc nhẫn cưới và có thêm món tiền nhỏ tiêu vặt, nàng tạm thời giải quyết xong mối bận tâm mới lúc nãy còn giày vò nàng ở sở. Khi tan xong ở nhà bà Xuân, nhưng nỗi lo ấy qua đi thì nàng lại giật mình nhận ra mình quá liều lĩnh. Nửa đêm đến nhà một người đàn ông xa lạ. May mà Nghĩa có lẽ đứng đắn, trước sau chỉ coi nàng như một người chị. Chứ nếu gã giở trò sàm sỡ, chắc Hằng cũng phải im lặng chấp nhận. Bởi chẳng lẽ lại thú thật với chồng là mình đã bỏ con ở nhà cả đêm để đi đánh bạc. Chưa kể những món nợ chồng chất, giật đầu này thiếu đầu kia mà Kỳ vẫn chưa biết. Dù Kỳ đã tắt lửa lòng thì anh cũng chẳng thể nhịn được nếu khám phá ra vợ mình hư đốn như vậy. Tắm xong, Hằng mặc bộ pyjama màu trắng sọc xanh, rộng thùng thình ở 2 ống tay và gấu quần. Nàng nhìn mình trong gương và không nhịn được cười. Hằng quấn chiếc khăn bông lên đầu, vò nhẹ một lúc rồi lấy lược chải hất lên. Đã toan bật máy sấy nhưng lại sợ làm Nghĩa thức giấc nên cứ để nguyên mái tóc ướt bước ra ngoài. Không ngờ Nghĩa vẫn chưa ngủ. Gã thay dra giường cho Hằng rồi ngồi coi tiếp cuốn video. Nhìn cảnh ái ân trên màn ảnh nhỏ, Nghĩa thấy dâng lên trong lòng một cảm xúc mới mẻ trộn lẫn sự dạo dực của thể xác. Bất giác, Nghĩa quay đầu nhìn về phía phòng tắm và bắt gặp Hằng vừa bước ra, tươi mát trong bộ đồ ngủ rộng thanh thang, vừa trẻ trung vừa mời gọi. Nghĩa lặng người trố mắt đăm đăm nhìn. Rồi mai đây mỗi lần cầm bộ pyjama ấy, Nghĩa sẽ nôn nao nhớ lại đêm nay có Hằng là người đầu tiên đã mặc chung quần áo với ngã. Nghĩa còn đang ngồi ở phòng khách, Hằng sừng sốt ấp úng, ủa anh vẫn chưa đi ngủ à? Rồi nàng lùi lại ngượng ngùng đứng nép vào cửa phòng tắm, nửa trong nửa ngoài để Nghĩa khỏi nhìn rõ. Hằng vừa giặt chiếc quần lót máng lên bên cạnh cái khăn tắm của Nghĩa. Nàng có cảm tưởng bộ đồ ngủ quá mỏng mà bên trong nàng không mặc gì, giống như khỏa thân trước mặt một người lạ. Rất may Nghĩa vẫn ngồi im tại chỗ, chỉ ngước lên trả lời, tôi đang coi dở cuốn phim, sao chị không sấy tóc cho nó khô, để đầu ướt mà ngủ có chừng bị cảm đấy. Vâng, cảm ơn anh, tại vì tôi tưởng là anh ngủ rồi nên không có dám làm ồn. Dứt lời, Hằng thụt hẳn vào bên trong, nghiêng đầu sấy tóc. Tiếng máy kêu xè xè bên tai làm át hẳn tiếng nước nhỏ từng giọt trong bồn tắm từ cái vòi đã cũ mà Hằng vặn mãi không chặt được. Ngoài phòng khách, Nghĩa thừ người ngồi nghĩ ngợi, qua Mỹ đã hơn 5 năm. Chưa bao giờ trong nhà Nghĩa có bóng dáng phụ nữ vào giờ phút khuya khoắt như thế này. Dĩ nhiên Nghĩa cũng đã từng có bồ. Mỹ, Mễ và Việt, Nghĩa đều đã trải qua, nhưng không chung sống.
Bề ngoài Nghĩa có dáng dấp lôi cuốn, lại thêm tính tình phóng khoáng, dễ gây thiện cảm, nhưng các cô đều lần lượt bỏ Nghĩa, bởi vì khám phá ra gã mê cờ bạc hơn mê người yêu. Hẹn hò với người tình không bao giờ Nghĩa muốn lỗi hẹn, nhưng nếu chẳng may có người rủ Nghĩa đi đánh bài vào đúng giờ hẹn thì dù hoa hậu thế giới đang đợi, Nghĩa cũng bỏ. Mãi đến bây giờ, tự dưng Nghĩa thấy lòng đổi khác, bừng bừng những khát khao khó tả. Gã ngồi đờ đẫn, gác hai chân lên chiếc bàn trước mặt, đầu óc tưởng tượng mông lung. Bồn chồn một lúc, gã tắt tivi, mở compact disc hòa nhạc, rồi đứng dậy bước lại phòng tắm. Nghĩa đứng tựa cửa nhìn Hằng đang sấy tóc. Hằng không nghe tiếng bước chân gã đến gần nên giật thót người khi bóng Nghĩa đột ngột hiện ra ở cửa. Nàng đặt bàn tay lên ngực, thở mạnh rồi nhắm mắt lại và lắc đầu cười. Ôi, anh làm tôi hết hồn. Cùng với câu nói ấy, Hằng bật nút giảm tốc độ cho tiếng máy sấy kêu nhỏ hơn, đồng thời luống cuống xoay nghiêng người vào phía trong để tránh cái nhìn mà nàng linh cảm thấy khác lạ của Nghĩa. Nàng cố hỏi một cách tự nhiên. Anh vẫn chưa đi ngủ à? Nghĩa khoanh tay đáp. Chỉ là khách, không lẽ tôi lại đi ngủ trước? Hằng cười thoải mái. Vậy là anh phải thức luôn tới sáng rồi, vì tôi hết buồn ngủ rồi. Có lẽ tôi ngồi coi tivi, chờ trời sáng tôi về. Hôm nay chả làm gì, ngủ cả ngày cũng được. Nhưng mà anh có mệt thì anh cứ nằm đi, mặc kệ tôi nhé. Nghĩa nói. Tôi đánh bài suốt 3 ngày 3 đêm còn được cơ mà. Hôm nay thức chưa đến 24 tiếng, ăn thua gì. Với lại có chị tự nhiên tôi cũng không buồn ngủ. Miệng nói ra vẻ thanh thản, nhưng mắt Nghĩa đăm đăm theo dõi mọi động tác của Hằng. Tay phải nàng cầm máy sấy, tay trái nâng vạt tóc sau gáy lên cho chân tóc mau khô. Người đàn bà 36 tuổi trước mặt Nghĩa là một trái chín đã trọn vẹn, có sức lôi cuốn ở đỉnh cao nhất trước khi dừng lại và chuyển sang một độ dốc khác của đời người. Nghĩa đứng nhìn ngây ngất, rồi bỗng bước hẳn vào và kêu lên nho nhỏ. Chết, chị chưa gỡ kỹ, còn một cái kim gài ở cổ áo. Chị đừng có nhúc nhích, chị đứng yên, coi chừng đâm vào người, để tôi tháo cho. Hằng hạ máy sấy xuống, đứng yên chờ. Nghĩa đến sau lưng, đặt hai bàn tay lên vai Hằng và giữ ở tư thế ấy khá lâu. Dĩ nhiên chẳng có cái kim nào cả. Và dường như Hằng cũng vừa nhận ra điều ấy qua ánh mắt đờ đẫn của Nghĩa mà nàng thoáng thấy trong gương. Tuy vậy, nàng vẫn làm bộ hỏi. Tháo được chưa? Nghĩa không trả lời câu hỏi, giọng gã lạc hẳn đi. Chị nhìn trong gương mà coi. Chị hơn Nghĩa đấy, 4 tuổi mà trông chị còn trẻ hơn Nghĩa nhiều lắm. Hằng thấy gã thở mạnh rồi bất thần cúi xuống hôn vào gáy nàng. Nàng buông rơi cái máy sấy và cái lược xuống mặt bàn rồi nhắm mắt lại theo phản xạ. Nghĩa vòng hai tay về phía trước, cuồng nhiệt xoa trên ngực Hằng. Bên ngoài lớp vải còn nguyên mùi sợi. Hằng tự động quay hẳn người lại và cả hai ôm ghì lấy nhau, cuống quýt như hai con chim được sổ lồng sau những năm dài tù hãm. Buổi sáng, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đánh thức Hằng dậy, mắt còn cay xè. Nàng nhoài người toan nhấc ống nghe ở đầu giường thì sực nhớ ra không phải nhà mình, vội rụt tay lại nằm yên. Nghĩa vẫn ngủ mê mệt bên cạnh. Hằng đảo mắt nhìn quanh căn phòng và bình tâm nhớ lại mọi diễn tiến đêm qua. Chiếc đồng hồ báo thức đặt bên đầu giường kim ngắn đã chỉ quá số 11, và những luồng ánh nắng rực rỡ của buổi sáng mùa hè đang chiếu từng vệt dài qua khe cửa sổ, in lên tấm chăn ngũ sắc phủ trên người Nghĩa và Hằng. Nghĩ đến con gái ở nhà, Hằng toan chồm dậy gọi điện thoại về, nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của Nghĩa, bởi gã vẫn đang nằm nghiêng, quàng tay qua ngực Hằng và co một chân gác hẳn lên đùi Hằng. Tiếng chuông điện thoại lại reo lần nữa. Nghĩa ú ớ lật người nằm ngửa, cố mãi mới nhướng được đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Gã cua tay chộp ống nghe áp vào tai, và cùng lúc ấy nhớ ra có Hằng bên cạnh. Nàng vừa bước xuống, đang mặc quần áo. Nghĩa nhìn rõ những vết nứt nho nhỏ như lớp sóng gợn lăn tăn trên hông Hằng. Nàng quay lại, đặt vội ngón tay lên miệng làm hiệu nhắc nhở Nghĩa sự hiện diện của nàng. Nghĩa bừng tỉnh hẳn, ngồi lên, tựa lưng vào vách, nhìn theo Hằng đang bước vào phòng tắm. Bên kia đầu dây, bà Xuân lớn tiếng hối thúc Nghĩa qua đánh bài. Đủ cả rồi, chỉ thiếu bọn mình chú thôi. Ai cũng mong chú, lẹ lẹ lên. Rồi bà kể tên một loạt những tay chơi mà Nghĩa hiểu rõ tính nét và chiến thuật của từng người. Nghĩa trịch thượng trả lời. Cứ bắt đầu đi, chút xíu nữa tôi tới.
Bên kia còn léo nhéo dục dã hai ba lần nữa, nhưng Nghĩa đã cúp phone. Gã ngồi đờ tại chỗ, cười cười nhớ lại cuộc mây mưa lúc nửa đêm về sáng, và lần đầu tiên thấy câu đen tình đỏ bạc là sai. Rõ ràng gã đã cua của Hằng cả đống tiền mà Hằng vẫn bỏ chồng đến ngủ với gã. Trong phòng tắm, Hằng đã đánh răng rửa mặt và chải tóc xong, nhưng rất ngại bước ra. Nhà Nghĩa không có đàn bà, tìm mãi không ra một thứ mỹ phẩm nào. Ở tuổi nàng, dù da mặt có tốt đến đâu cũng cần phải có một chút phấn son trợ lực. Loay hoay một lúc, Hằng chợt nhớ tới cây son trong bóp. Nàng chạy ra phòng khách, cầm thỏi son màu đỏ đậm mang vào bồn tắm, tô môi thật dày. Chùm đèn trên đầu tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến tấm gương phản ánh trung thực từng ly từng tí mọi chi tiết nhỏ bé nhất trên da mặt nàng. Những nếp nhăn đã rõ nét ở hai khóe mắt, những vết nám màu nâu mờ nhạt trên hai gò má phải cần mỹ phẩm để che đi. Hằng chớp mắt thở dài, vói tay lấy chiếc quần lót để thay lại bộ đồ hôm qua, nhưng cái slip chưa khô hẳn. Hằng chạy vào phòng ngủ hỏi Nghĩa. Nghĩa có bàn ủi không? Cho em mượn đi. Nghĩa đang ngồi dạng chân hút thuốc trên giường, ngơ ngác nhìn Hằng không hiểu nàng hỏi bàn ủi để làm gì. Tuy vậy gã cũng đứng dậy ngay, cúi xuống gầm giường và lôi ra cái bàn ủi bám đầy bụi và hỏi lại. Hằng ủi gì vậy? Hằng đỡ lấy và mỉm cười. Bí mật không có nói được. Nàng kéo tấm chăn trải ra giữa sàn phòng khách, cắm điện bàn ủi và quỳ gối đặt lên trên cái quần lót. Hơi nước bốc lên nghi ngút mỗi khi Hằng dí mạnh bàn ủi xuống. Nàng lật qua lật lại cho đến khi khô hẳn mới mang vào bồn tắm, cởi pyjama mặc lại bộ quần áo cũ. Trở lại phòng ngủ, thấy Nghĩa lay hoay đứng trước tủ, Hằng bảo: Nghĩa im lặng nhé, em phải phun về nhà xem con bé ra sao rồi. Nghĩa đồng ý ngay. Anh cũng đang lo vì mình dậy trễ quá. Đáng lẽ 8 giờ Hằng phải về, rồi anh Kỳ phun vào sở thì làm sao. Hằng ngồi xuống mép giường chuẩn bị quay số điện thoại và bảo Nghĩa: Anh Kỳ đi vắng rồi, không có nhà. Anh ấy ở nhà thì sức mấy giờ đây mà em còn ngồi với Nghĩa. Nghĩa gật đầu nhẹ nhõm, khoác chiếc sơ mi bỏ vào phòng tắm. Gã vẫn còn ngượng miệng khi gọi Hằng bằng em, cho nên gã thường chỉ nói trống không, từ chị đổi sang em. Dù sao cũng là một khoảng cách, cần có chút thời gian cho quen miệng. Ở nhà, con bé Kim vừa ăn pancake vừa thưởng thức chương trình hoạt họa trên TV. Nghe tiếng phone reo, con nhỏ biết chắc là Hằng nên nói ngay: Good morning mom. Hằng hỏi luôn một hơi dài những lời vấn an mẫu tử thâm tình mà Kim đã đoán trước. Đêm qua con ngủ được không? Ở nhà một mình có sợ không? Con ăn gì chưa? Chờ mẹ về đưa đi ăn sáng, vân vân. Kim cắt ngang và bảo: Mẹ cứ ở bên nhà Bắc Thành chơi đi, con đi bây giờ đây, mấy đứa bạn rủ con đi picnic, chắc tới khuya mới về. Hằng thở phào mừng rỡ vì đêm qua không có chuyện gì xảy ra, mà giọng Kim cũng rất vui, không hề có ý trách móc Hằng vắng nhà. Hằng cảm động hỏi: Con có cần tiền thì chờ mẹ một lát nhé, mẹ mang về cho. Những lời ân cần của Hằng, Kim nghe một cách rừng rưng như gió thoảng bên tai. Nó đã quá quen với những lời hứa hẹn không tiền bảo chứng của mẹ. Gần 1.000 bạc vốn liếng riêng tư của Kim dành dụm khi làm part-time mùa hè bị Hằng mượn cả năm nay chưa trả. Xong bài cứ bòn rút dần tài sản vốn ít ỏi của Hằng lấn sang cả chồng lẫn con. Chẳng phải Hằng muốn giật của Kim, bởi mẹ nào mà không thương con. Nhưng mỗi khi có tiền thì hoặc phải thanh toán ngay những chỗ tối cần, mà thường thì chỉ là tiền lời, còn vốn nợ vẫn nằm nguyên, hoặc thì phải gom góp càng nhiều càng tốt cho canh bạc sắp tới. Kim chán nản lắm nhưng không nặng lời trách mẹ, bởi nó cũng có tật mê trai, lao vào đường tình quá sớm. Nó nghĩ đi nghĩ lại thì thấy việc Hằng vắng nhà thường xuyên lại là điều tốt, giúp nó nhiều cơ hội hẹn hò. Chính vì vậy, nó vẫn thường che đậy cho Hằng trước mặt bố. Hằng hỏi lại lần thứ hai: Này, con đi chơi với bạn phải có tiền chứ, chờ mẹ độ nửa tiếng thôi, mẹ mang tiền về cho. Con bé gạt đi: Thôi mẹ khỏi về, con đi bây giờ mà, bạn con nó đang đợi. Hằng hài lòng nói: Ừ, thế thì con đi vui vẻ nhé. À quên, mẹ dặn cái này, rồi mà bố có phone về thì chớ có nói là mẹ ngủ bên nhà Bắc Thành đêm qua nhé Kim. Con bé tặc lưỡi: Bố đi vắng rồi, có nhớ gì đến mẹ nữa đâu mà phone. Hằng nói: Ấy thì là mẹ phòng xa như vậy. Kim gác máy cười khẩy rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ, vừa mừng vừa giận.
Mới 8 giờ sáng thằng Kép còn ngủ vùi sau cuộc truy hoan mê mệt, thì Kim đã lôi cổ dậy đuổi ra cửa sau vì sợ mẹ về. Giả như Hằng phun sớm hơn thì giờ này hai đứa vẫn có thể nằm ôm nhau quằn quại cho đến tối. Kim biết tính mẹ, đã lao vào sòng bài thì khó mà dứt ra được. Họa chăng chỉ có khi nhà cháy hoặc gặp lúc hết tiền thì may ra Hằng mới đứng dậy. Lúc nãy sở dĩ nó đuổi thằng Bồ về cũng chỉ vì nó đoán Hằng đã cháy túi, bởi Hằng đánh bài ít khi ăn. Thôi như thế cũng tốt, nó sẽ gọi thằng Kép trở lại và ở trọn với nhau một ngày dài thoải mái. Buông điện thoại, Hằng lại lên giường nằm. Nàng thấy khó chịu vì bộ quần áo nàng mặc lê lết từ sáng hôm qua, thoang thoảng bốc lên mùi bồ hôi và khói thuốc bám tại sòng bài. Nói chuyện xong với con, nàng thấy lòng hết sức thanh thản, chẳng cần phải về nhà nữa. Hay là lại thay pyjama nằm lại đây với Nghĩa đến chiều? Nàng biết chắc Nghĩa vẫn chưa đẫy giấc, cần nhắm mắt thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Đàn ông bao giờ cũng cần ngủ nhiều hơn đàn bà, nhất là ở lứa tuổi của Nghĩa. Nàng tụt xuống giường, đi vào bếp, mở tủ lạnh và lục các ngăn kéo xem có thứ gì có thể nấu được bữa ăn trưa cho Nghĩa hay chăng. Nhưng đến cả mì gói cũng không thấy. Hai cái bồn rửa chén thì ngập lên những nồi niêu ly tách, cơm thừa canh cặn, vung vãi tứ tung. Đã toàn vén tay áo thanh toán giùm Nghĩa, Hằng lại thôi, bỏ vào phòng nằm. Trong buồng tắm, tiếng nước xối ào ào, xen lẫn giọng hát khàn đặc của Nghĩa. Hằng mỉm cười vu vơ, giơ bàn tay lên nhìn lại chiếc nhẫn hột xoàn mà đêm qua dưới ánh đèn nàng còn sợ nhầm lẫn. Nàng thấy Nghĩa là một người rất lạ, từ cái dáng bề ngoài có sức lôi cuốn cho đến cách nói chuyện, tính hào sảng, điểm nào Nghĩa cũng đáng yêu cả. Thế mà Nghĩa vẫn sống trơ trọi một mình cho đến hôm nay tình cờ gặp nàng. Hằng tò mò kéo cái ngăn tủ ở đầu giường xem có khám phá được điều gì bí ẩn của Nghĩa chăng, nhưng chỉ thấy một đống tiền lẻ, toàn giấy một đồng và bạc cắc vứt bừa bãi đè lên mấy cuốn Playboy và Penthouse. Nàng nhẹ nhàng đóng tủ lại. Vừa lúc Nghĩa bước vào, gã mặc bộ pyjama Hằng mới thay ra và vui vẻ nói: anh mua bộ này lâu lắm rồi, cứ tưởng vứt trong tủ. Giá mà không có Hằng đến đây thì chưa biết bao giờ anh mới lôi ra mặc. Rồi gã nằm xuống bên cạnh Hằng, chỉ tấm poster khỏa thân rất lớn dán trên bức tường đối diện và bảo: hồi mới gặp Hằng lần đầu tiên ở nhà bà Xuân, anh thấy quen quen, cố nghĩ mãi xem Hằng giống ai, đến mấy tháng sau mới nhận ra là Hằng giống cái con nhỏ này. Hằng sung sướng đập vai Nghĩa: anh khéo nịnh, em mà đẹp được như vậy à? Lại có tiếng phone reo, Nghĩa biết chắc là chủ sòng bài réo gọi nên không thèm nhấc lên. Gã dịu dàng bảo Hằng: chắc là thiếu chân nên bà ấy mới thúc dữ như vậy. Bây giờ em về hay lại sòng bài? À mà đằng nào em cũng phải tới lấy xe, anh thắng mấy trận liền không tới cũng kỳ, phải để cho thiên hạ gỡ chứ. Hằng tỏ ý không bằng lòng. Hôm qua Nghĩa còn là đối thủ của nàng, hơn thế nữa chính nàng đã thua hết tiền về tay Nghĩa, cho nên nàng cũng mong Nghĩa nhả bớt ra cho thiên hạ. Nhưng hôm nay Nghĩa đã là người tình mà nàng cần phải bảo vệ. Giọng nàng tha thiết: đằng đó thì có bao giờ thiếu chân, nhưng mà mấy người đó đâu có ai chịu mang nhiều láng, ngoại trừ ông Tâm. Cỏ gỗ thì mổ cỏ thật anh Nghĩa à. Không phải là em suối Nghĩa ăn non, nhưng mà Nghĩa đánh với họ, ăn thì chả được bao nhiêu, còn thua thì thua đậm. Hay là nghỉ bữa nay đi, em ở lại đây với Nghĩa được không? Nghĩa cũng biết Hằng nói hợp lý, lại nặng tình như tiếng nói của người vợ hiền. Nhưng đam mê cờ bạc trong lòng gã lớn quá, khó có thể lay chuyển được. Dù không đi thử máu, Nghĩa cũng biết cơ thể của mình toàn là máu cờ bạc. Nằm nhà ngày thứ bảy mà ôm Hằng tuy có thú vị thật, nhưng không thể sánh được với cảm giác kích thích của xì phé. Gã biết trước dù có miễn cưỡng quấn quýt bên người tình mới thì đầu óc gã cũng vẫn sẽ bị chập chờn ám ảnh bởi bộ bài 32 lá. Niềm vui xác thịt không thể thay thế được cái thú đen đỏ. Gã phân trần: Anh không muốn mang tiếng là cờ bạc gạo, anh là dân chơi thứ thiệt mà. Hằng không cần về nhà thì lại đó ngồi chơi với anh. Hằng ngượng ngập nói: thua liên tiếp cả mấy tháng em đâu còn có tiền. Nhưng mà em nói thật nhé, Nghĩa nên nghỉ bữa nay đi. Có ai dám nói Nghĩa cờ bạc gạo đâu. Lần nào Nghĩa cũng đánh đến phút chót, người ta hết sạch tiền Nghĩa mới đứng dậy. Nghỉ một hôm đi, tội gì cho người ta ăn lại của mình. Nghĩa day dứt khó chịu, trầm ngâm không nói. Hằng lại bồi thêm bằng những ngôn từ của người vợ hết sức hiền ngoan: em đề nghị Nghĩa với em đi ăn sáng,
rồi Nghĩa về ngủ. Đêm qua ngủ có mấy tiếng, lại ăn uống thất thường, nhỡ ốm thì khổ. Phải dưỡng sức, Nghĩa à. Để không khí bớt nghiêm trang, Hằng giễu một câu. Với lại em chắc chắn hôm nay mà có đánh thì Nghĩa cũng sẽ thua thôi, vì có còn đen tình đấy đâu mà đòi đỏ bạc. Câu khôi hài không làm Nghĩa nhếch mép. Nghĩa miễn cưỡng chấp thuận vì cả nể, nhưng trong lòng đã chớm thấy phiền toái khi dính vào đàn bà. Ôm một đống tiền trong túi mà phải nằm nhà thì chán thật. Gã tự nhủ và chợt nảy ra một câu hỏi mới. Phải chăng vì Hằng thua nhiều quá, như con chim đậu cành mềm, nên sợ gã cũng cháy túi như nàng. Tự dưng gã thấy tội nghiệp Hằng, bởi chính gã đã ăn của Hằng nhiều nhất. Gã từ từ ngồi bên cạnh và ôn tồn nói. Hôm qua Hằng thua 4.000 phải không? Anh trả lại cho Hằng. Còn cái nhẫn thì coi như anh tặng Hằng. Ông Kỳ mà biết Hằng đem cầm nhẫn cưới thì chắc ông ấy bực lắm. Vừa nói, Nghĩa vừa đứng dậy, lấy chiếc quần máng ở sau cánh cửa, móc ra một xấp tiền đưa cho Hằng. Nàng hồi hộp đỡ lấy, chớp mắt cảm động nhét hết vào bóp. Nàng không thể ngờ Nghĩa cư xử rộng rãi như vậy. Nàng quàng hai cánh tay qua cổ Nghĩa, kéo đầu gã xuống, úp mặt lên ngực mình. Nhưng Nghĩa chỉ ngồi ghé vào mép giường, nhìn Hằng và nghiêm trang bình phẩm bằng một giọng chuyên nghiệp. Lúc này vẫn đang sôi, Hằng chỉ nên đánh cầm chừng thôi. Hằng gật gù ra vẻ lắng nghe, tiếp thu kinh nghiệm của kẻ dày dặn chiến trường. Nhưng cùng với câu nói của Nghĩa, đầu óc Hằng xoay chuyển thật nhanh sang hướng khác. Lúc nãy chính nàng khuyên Nghĩa nên nằm nhà, và nàng sẽ ở lại bên Nghĩa trọn ngày hôm nay. Lời khuyên ấy rất chân thành, chỉ vì lúc khuyên Hằng chưa có tiền. Bây giờ thì tình hình đã đổi khác. Có được 5.000 đồng trong túi, Hằng không muốn bỏ phí một ngày cuối tuần hào hứng. Lâu lâu chồng nàng mới vắng nhà cả một weekend. Không có tiền đánh bài, nằm ôm tình nhân mới dĩ nhiên rất thú vị. Nhưng có tiền đi đánh bài, Hằng vẫn thấy sướng hơn. Nàng hình dung trước, dù có miễn cưỡng nán lại đây trọn ngày với Nghĩa, thì nàng cũng sẽ bị chia chí thường xuyên bởi hình ảnh của sòng bài thôi thúc. Chiếc nhẫn Nghĩa đã tặng lại giải quyết xong mối lo gan ruột. 5.000 đồng bonus Nghĩa cho thêm, coi như của hạnh tài lượm được ngoài đường, tội gì không đem thử thời vận. Có thua cũng chẳng tiếc, bởi 5.000 đồng ấy kể như đã mất đứt từ hôm qua rồi. Hằng ngước nhìn Nghĩa, dè dặt ướm thử. Nghĩa nói đúng đấy, em nghĩ lại rồi, Nghĩa nằm nhà thì cũng không yên đâu. Đời nào bà Xuân để cho Nghĩa ngủ, bà ấy sẽ phone cho tới khi nào Nghĩa chịu qua mới thôi. Hay là Nghĩa lại đó chơi đi, em cùng đi với Nghĩa, đủ người thì thôi, nếu thiếu tay thì em mới đánh. Nghĩa hớn hở đồng ý ngay. Gã vội vàng thay quần áo và bảo Hằng. Anh với Hằng kiếm cái gì ăn sáng đã, phở hay bánh cuốn cũng được. Đi xa một chút đừng để ai thấy. Mấy bữa nay bà Xuân cho ăn toàn thứ gì đâu à, khó nuốt quá. Hằng đứng bật dậy, nôn nóng gạt đi. Cần gì phải ăn sáng, ngồi đánh bài em nhịn cả ngày cũng chả thấy đói. Đến thẳng xong bài đi, lát nữa đông người lắm, mình lại phải chờ. Dĩ nhiên Nghĩa nhất trí ngay. Hai người hăm hở sánh vai bước ra đường. Hằng lãng mạn, tiếc thầm là không lấy được một người chồng lý tưởng như Nghĩa, hoàn toàn ý hợp tâm đầu để chia sẻ mối chân tình đời đời bền vững. Bởi đúng như câu danh ngôn Tây Phương đã nói, yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng, đó là hướng sòng bài.